khoái rồi. Đấy, quay đi thôi. Tao đưa cho ấy đi mua ngô nhưng mà không mất tiền. Kiểu ngô nó để cũng lâu rồi quá. Thế ông nào đội mũ đây? Ông nào nhìn thế nào? Ông gì? Ông nào? Ông dụ ở đấy, ghi nhớ vào nhá. Quần quần bên bếp nữa. Lên quán rồi. Cái gì? Trong lúc nào ăn thì nướng, trời này nó lạnh. Diễn luôn viên thay cứ xin tỏ toàn đồ lắm mày hỏi. Là món thịt nướng kiểu ngày xưa. Ông Sử thanh niên đấy, ông Sử vẫn gọi là ông Sử thanh niên này. Và hôm nó không phải ngày tiếng là bậc chanh chanh chạy ta đào độ 3-4 hết học chưa chụp học dưới là toát mồ hôi ngay. Rồi tai nạn giao thông sáng nay trên đường bốp về quê là lại có bạn chơi. Xong ơi kệ nó đi. Ăn đến mồm mà đi về chết. Đi phân bát à. Dọn đi dọn lúc khác. Ông biếu thế qua mấy giờ anh chị về đây? 6:30. Thế đi qua đi sớm nhỉ? Đi từ các đầu bếp đang phô diễn chặt gà bày mâm cơm cùng. Mày thì cứ cao thủ rồi. À, đây chỉ cháu chỉ đi lưu lại khoảnh khắc để sau này xem lại. Cái này nó phát rồi đó. Còn đấy chỉ đi số đang để chế độ nào sport thì mới
Để chế độ nào? Thầy thầy sport. DS là nhanh. SS là sport thì mới nhanh. Này đi theo ngay à. Để bắt đầu đi tảo mộ. À, thế ông Sử đâu? À kia. Này nó vào toàn co ro cúm rúm. Đấy, đừng ngại cứ túi bóng ví này, chai lọ này. Đây gọi là áo chứ. Rồi, đồng mọi người vừa mới đang cấy xong. Cái này là cấy xong hết rồi đúng không? Chú Dụng nhà đang dần tảo mộ ngày 29 Tết. Đồng hồ đã cấy gần hết. Bộ, bộ léo đéo theo sao. Nè, nhìn thấy trò to đích em đi. Nó đâu nó đâu. Đấy, giờ chó nó tự đến này. Giờ nó ở rồi. Giờ chuyển nhượng luôn rồi. Bảo giờ mà không chuyển nhượng coi như là mất cả trí lẫn trải. Thế là thôi chuyển nhượng luôn rồi. Bán thì còn được tiền, không bán là mất mất. Chó cũng mất mà tiền cũng chẳng được. Tùng trải nghiệm scooter à? Bây giờ là 29 Tết. Đây, nhiệt độ có 13 độ, 9 giờ 25 phút ngày mùng 8 tháng 2. Rất chi là mát. Bà lộ bốp đang ra đồng để đi ngửi chuột. Khôn lắm, khôn thì mới nuôi nó chứ không thì nó mà lách. Mọi người, rất nhiều gia đình đang đi tảo mộ ngày Tết. Đang hóa tiền vàng xuống chợ. Ông bà lượn ăn nha. À, chả chả đây. Hơi hơi xa rồi.
Mua chứ mình vẫn là chợ chứ ở đâu mà. Ôi, thôi chiều đi xuống sân Tây. Thôi giờ Tết nhắc thổi ạ. Thôi anh em ở nhà uống. Đây là mâm rượu. Đấy cháu mẹ lên chức mẹ bà ngoại rồi ấy. Này gặp như nay thì tầm tuổi đấy thì Châu còn hơn tuổi rồi gì nữa, nếu mà tuổi đúng không? Đây giờ năm nay bao nhiêu? Chính thức bây giờ đang là bao nhiêu tuổi? Đấy, nếu mà Châu được 5 năm nữa thế thì gần cháu bồng 4 tuổi rồi. Quay quần bên. Đâu phải cứ có tiền mẹ nói xấu gái ghê thế.